ta đứt người. Đấy. Có vẻ... Rồi đó, cô kéo lên thử đi. Cứ kéo lên cô. Dạ, thì cứ kéo lên. Cứ kéo lên. Đấy. Nhanh lên nhanh. Ở đây là anh đang làm cái dây câu chứ ạ? Dây câu. Đây, mình xỏ như thế này sẽ cái thoải mái. Rồi bắt đầu mình rút lại nha các bạn. Mình quấn ba vòng. Một. Quấn qua cái dây ba vòng tròn. Hai. Ba. Đây. Rồi, xong. Một cái. Mình làm thêm một lần nữa cho chắc chắn nó không bị bung ra. Tiếp tục ba vòng nha các bạn. Một, hai và ba. Rồi mình rút tính thế rút lại. Cái đoạn dây dưa này lát nữa mấy bạn dùng hột quẹt thì đốt nó đi cho sát tới đây thì nó sẽ dễ dàng hơn trong khi mình thao tác, và nó sẽ lúc mà đốt thì nó sẽ có một cái đầu nó hơi bự bự, nó sẽ tránh tình trạng tuột ra như vậy. Rồi đầu kia cũng tương tự như vậy. Mình không xỏ qua cái lỗ, mình vòng lại và xỏ hai lần để tránh tình trạng nó bị cứa nhiều và đứt. Thì cái vỏ ốc đinh này nó cũng khá sắc. Rồi hai vòng. Rồi tiếp tục là ba vòng, quấn ba vòng nữa. Rồi các bạn thấy mình đã làm xong. Đây, mình đã làm xong cái đồ câu phân tích này nè mấy bạn. Đây, cái này bây giờ mình sẽ đốt cái này đi cho nó rộng thôi.
đã làm xong cái đồ câu tâm tích rất là nhanh mấy bạn nha. Các bạn thấy rất đơn giản, và cái này thì khi mình đi thì mình cứ quấn lại rất là gọn gàng để mà bỏ túi hay gì đó đi du lịch để mà cùng trải nghiệm khi mà ra những cái bãi biển. Rất nhanh phải không mấy bạn? Đây, đây, câu cái này thường là con tôm tích nó sẽ không bị chết. Nhưng mà hiệu quả nếu mà muốn bắt nhiều thì sẽ không có hiệu quả lắm nha mấy bạn. Ok, và bây giờ mình sẽ qua những cái đồ hút tôm tích. Đây là cái đồ hút tôm tích. Các bạn có thể mua ở ngoài. Và cái này các bạn thấy nè, đơn giản đây nè, chỉ là một cái súng nước của mấy em bé hay chơi ra ngoài biển đồ để bắn. Nhưng mà đây có thể là làm được cái đồ hút tôm tích nha mấy bạn. Đặc biệt của cái này thì là rất là nhẹ, nhẹ nhàng. Và mua ở ngoài thì còn cỡ 35.000 một cái. Đây. Về cái đầu này là để bấm nước nè, các bạn có thể là quét ra. Do cái này là đồ chơi của cháu nên mình chỉ có sẵn đồ dụng cụ rồi, mình không có quét cái này. Bạn cứ quét to cái lỗ này ra. Đấy, là mình có thể là sử dụng để hút tôm tích. Nhưng khi sử dụng cái này mấy bạn cần phải nhớ là gì, trên cái cổ này nè mấy bạn, đây trên cái cổ này nó rất là yếu nên mấy bạn hút theo phương chỉ là hút theo phương thẳng đứng thôi. Nếu mà hút theo mà ngang hay gì mấy bạn giật đồ này nọ mạnh quá cái này nó sẽ bị gãy đó, đâm ra là mình sẽ là mất tiền mua. Tiện thì tiện thiệt, nhẹ tiện và nhẹ, nhưng mà ngược lại thì nó sẽ là rất dễ gãy như mấy bạn. Đây, đây là cái đồ tôm tích nha, có thể mình là mua ở ngoài, đó là một cái rất nhanh và chỉ cần quét, đơn giản, rất là đơn giản mấy bạn. Rồi mình sẽ chỉ hướng dẫn cho các bạn làm cái đồ hút tôm tích bằng cái ống nước, ống nhựa PVC. Để làm một cái ống hút tôm tích thì mình có những gì đây? Đây là một cái ống PVC size 49 nha mấy bạn, size 49 nha mấy bạn. Và cái chiều dài nó là khoảng mình xài thì 60, các bạn có thể làm dài hơn cũng được. Nhưng mà do mình xài cái này thì mà bỏ vừa cái túi hay mình hay đi câu cá và bỏ vừa cái túi đi câu cá của mình nên mình thường xài cái này là khoảng 60. PVC 49. Và tiếp theo, cái này là cũng một cái ống khoảng 60, nhưng mà cái này là phi 27. Cái này phi 27 nha mấy bạn. Cắt khúc bên đây nó không ghi, nhưng mà cái này là phi 27. Đây. Cái này dạng một cái tay cầm chữ T, phi 27 luôn nha mấy bạn. Phi 27. Một cái nắp bịch cũng là phi 27. Và đây là một cái nắp bịch phi 49. Còn đây là cái mút để là dùng để làm cái piston. Cái này mình mua từ những cắt ra từ những chiếc dép đôi dép Lào, mua ngoài chợ Bến Đình, chiếc mình mua là 15.000 một đôi. Và theo cái ống này phi 49 này thì mình có thể là mình cắt ra làm được, nếu mà một đôi đó mình sẽ cắt được 10 miếng này. Đây là một con bù lon, và không thể thiếu đó là một chai nhựa bình minh nha mấy bạn, chai keo bình minh để dán chặt giữ nó lại. Rồi bây giờ mình đầu tiên là mình sẽ khoan hai cái lỗ trên cái nắp chặn của 27 và 49. Như các bạn thấy đấy, mình đã khoan sẵn rồi, mình có đục lỗ sẵn rồi. Để giờ thì mình sẽ làm hướng dẫn các bạn tiếp tục theo những thao tác tiếp theo. Đây, bù lon mình nhét dưới cái lồng đèn này, mình nhét vô trong nha các bạn. Đây. Và
Trên cái miếng mút này mình cũng đã phát màu sẵn rồi. Nấn nó vào. Nó bắt vô lon vô. Này mình dặn càng chặt càng tốt nha. Rồi sau đó thì bạn có thể là tha vào cái nhựa vào đây. Khi mình đang hướng dẫn thì mình sẽ không tha keo, cái chai keo bình minh vào đây nha mấy bạn. Đấy, tha vào đây và mình ấn chặt lại. Như thế nó sẽ giúp là mình nó dính này. Đây nè, cái này là một cái dạng như một cái thanh đẩy bê tông này mấy bạn. Rồi, cái bước tiếp theo là mình nhét nó vào. Mình làm càng chặt thì nó sẽ hút càng tốt. Nhưng mà ngược lại khi mà những cái lần đầu mình hút thì nó sẽ rất là nặng. Đấy. Rồi, mình cho cái nắp này. Áp dặn của 49 là do mới làm mình còn khá rít nữa bạn. Mới làm mình còn rít nữa. Rồi cái này chỗ này mình cũng cho che keo bình minh vào sẽ giúp nó giữ chặt cái này nhưng mà rồi ở đây mình cũng cho keo bình minh vào và mình vẫn chặt lại. Cái điểm này các bạn có thể là nhỏ một ít keo dán sắt vào đây để trong khi quá trình mình hút nhiều lần, trong quá trình hút nhiều lần thì nó sẽ đắp cái những cái ốc này nó bung ra, nên mình muốn giữ chết nó thì mình sẽ cho thêm một ít keo 502 vào đây. À, lúc đó các bạn thấy đấy, bây giờ đã làm xong cái cây hút tinh tích rồi nè, rất là đơn giản thôi mấy bạn. Ok, chúc mấy bạn thành công. Trên tay mình đã là hoàn thành một cái cây hút tinh tích rất nhanh và gọn lẹ như đây. Các bạn cầm cùng cái này thì khi mà cầm cái trên tay nó cũng là hạn chế vô, nó không gặp vô tay mấy bạn nha. Đây một khoảng trống này nó rất là tiện nghi, nhưng mà mấy bạn cũng nên nhớ một lần. Nhìn thấy là kéo đang rất là nặng đấy, nhưng mà khi mà kéo khoảng một vài lần mình đi bắt thì sau đó những trơn tru nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều và là tiện lợi. Hay nên khi bạn mấy bạn có thể là sử dụng cái ống nhựa, cái phi ống nhựa PVC mà phi lớn hơn, đó là phi 60, mình làm thì sẽ hút nó sẽ tốt hơn, nhưng mà cũng do mình không cần loại lớn nên mình vẫn sử dụng là cái loại 49 là bình thường hay sai đây. Cái này hút tôm tích rất là nhanh nha mấy bạn. Và chỉ là khi phát hiện được cái điểm câu tôm tích, bạn để vào khoảng ước chừng cái lỗ và một thước để theo phương hướng thẳng đứng đây, mấy bạn cứ hút lên và như vậy là con tôm tích sẽ bị hút cuốn vào trong đây và đi lên. Nhưng một điều mấy bạn cũng cần chú ý, có một số bạn thì mình thấy sẽ làm những cái con ốc này nó sẽ dài ra dư ra một khúc như thế này. Như vậy khi mà mình hút con tôm tích lên, khi mà lực mình hút không khá mạnh, tôm tích nó sẽ vào đây và rất là dễ bị đứt đôi con tôm tích nó ra nha mấy bạn. Các bạn thấy là mình làm cái dụng cụ câu tôm tích và cái đồ hút tôm tích rất là đơn giản phải không? Đó là những cái trải nghiệm khi các bạn chúc các bạn thành công, và đó là những cái trải nghiệm rất là thú vị khi mà đi ra biển, nhất là những khoảng thời gian biển đang bị biển đang thị triều rút. Đó là những trải nghiệm rất là tuyệt vời. Ok, chúc các bạn thành công. Chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn nhớ đăng ký, like, share và ủng hộ của mình nhé. Chào các bạn.